Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan bị can đặng việt hà cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài khi phát hiện sai phạm tiêu cực ông hà không chấn chỉnh xử lý vì vụ lợi cá nhân ông hà tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được theo kết luận điều tra, khoảng tháng 12 năm 2022, do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi sai phạm, Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ cho Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và Trần Anh Quân giao cho Nghiêm Văn Cường, đăng kiểm viên phòng và cất giữ. Sau đó, khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm đăng kiểm trên cả nước, Đặng Việt Hà trao đổi với Lại Thái Phong, sinh năm 1986, phó tránh văn phòng Cục Đăng Kiểm, về việc công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng không nắm được thông tin để xử lý về sai phạm gì. Lúc này Phong nói có quen biết Nguyễn Văn Trung, người có mối quan hệ với các cơ quan công an, nghe vậy Hà nói với Phong nhờ Trung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào. Tiếp đến Hà chỉ đạo Trần Anh Quân dùng tiền trong khoản 5 tỷ đồng Hà trả lại để đổi 100.000 đô la Mỹ, Quân tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Phương Nam đăng kiểm viên phòng va liên hệ Nghiêm Văn Cường lấy tiền để đi đổi tiền đô la Mỹ cho Đặng Việt Hà, Phương Nam đồng ý. Nam gặp Cường lấy hơn 2,4 tỷ đồng đổi thành 100.000 đô la Mỹ và đưa cho Trần Anh Quân. Sau đó, Quân đưa 100.000 đô la Mỹ cho Đạo Việt Hà tại phòng làm việc của Hà. Sau khi nhận được tiền từ Quân, Hà gọi lại Thái Phong lên làm việc và đưa 100.000 đô la Mỹ cho Phong. Sau đó, Phong gặp và đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Trung để nhờ tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm. Tuy nhiên, nhận tiền xong, Trung chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí, không cung cấp, thu thập được thông tin gì như hứa hẹn, rồi chiếm đoạt số tiền này. Khi biết Phong bị công an triệu tập mời làm việc, Trung mới trả lại 99.000 đô la Mỹ. Hành vi của Trung phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Sau khi bị khởi tố bắt giam, ngày 29 tháng 8 năm 2023, Đặng Việt Hà có đơn tố cáo gửi nhà tạm giữ công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về việc Nguyễn Văn Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Trung và hành vi môi giới hối lộ của lại Thái Phong. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ được số tiền đặng Việt Hà đưa cho Trần Anh Quân và tiền đưa cho Nguyễn Văn Trung hơn 2,5 tỷ đồng và 99.000 đô la Mỹ.